Các em học sinh thân mến, sau khi đã tìm hiểu kỹ về nội dung tính chất đường phân giác của tam giác, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em vận dụng kiến thức vào trong bài tập thông qua tiết học luyện tập tính chất đường phân giác của tam giác. Các em mở sách giáo khoa trang 67, bài tập số 15. Có nội dung như sau: tính x trong hình vẽ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất. Câu A, cho hình vẽ sau. Nhìn vào hình vẽ, ta thấy đề bài cho ta tam giác ABC, góc BAD bằng góc DAC. Hay nói cách khác, AD là tia phân giác của góc A, D thuộc BC. Thì theo tính chất đường phân giác của tam giác, ta suy ra DB và DC sẽ tỷ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng ấy là AB và AC. Có nghĩa là DB trên DC sẽ bằng AB trên AC. Ta trình bày như sau. Thay AB bằng 4,5, AC bằng 7,2, DB bằng 3,5 và DC có độ dài x, ta được hệ thức. Dễ dàng tính được độ dài x bằng cách lấy 3,5 nhân 7,2 chia 4,5, x bằng 5,6. Ta sang câu B của bài tập số 15. Tương tự câu A, hình vẽ cho ta tam giác BMN có BQ là tia phân giác góc B, Q thuộc MN. Độ dài BM là 6,2, độ dài BN là 8,7, độ dài MN là 12,5. Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác BMN, ta có QM trên QN bằng BM trên VN. Thay số, BM bằng 6,2, BN bằng 8,7, QN có độ dài là x, MN là 12,5, nên từ đó ta suy ra được độ dài MQ sẽ là 12,5 trừ x. Thay vào, ta được hệ thức. Dựa vào tính chất tỷ lệ thức, ta thực hiện nhân chéo được phương trình. Ta giải phương trình. Kết quả x gần bằng 7,3. Nếu bạn nào nắm vững cách giải phương trình thì ta sẽ giải quyết bài tập 15B này một cách dễ dàng. Ngoài ra, ở bài tập này ta còn có nhiều cách khác để giải. Các em hãy tự tìm hiểu thêm nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập 17, sách giáo khoa trang 68. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM, tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E, chứng minh rằng DE song song với BC. Cô tóm tắt bài toán dưới dạng giả thuyết và kết luận. Ta cần chứng minh DE song song với BC. Dựa trên định lý đảo của định lý Thales, nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và định ra trên hai cạnh ấy các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ, thì đường thẳng đó sẽ song song với cạnh còn lại của tam giác. Vậy muốn DE song song với BC, ta phải chứng minh được DA trên DB bằng EA trên EC. Mặt khác, ta lại có MD là tia phân giác của góc AMB. Theo tính chất đường phân giác trong tam giác AMB, ta sẽ có DA trên DB bằng MA trên MB. Tương tự, EA trên EC
bằng MA trên MC là áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác AMC. Để DA trên DB bằng EA trên EC, ta phải có MA trên MB bằng MA trên MC. Dễ dàng thấy được hai tỷ số MA trên MB bằng với lại MA trên MC vì lý do là ta đã có MB bằng với lại MC theo giả thuyết. Vậy thì bài tập tới đây chúng ta có thể giải quyết được. Sau đây là phần trình bày bài giải của bài tập số 15. Xét tam giác AMB có MD là phân giác của góc AMB. Suy ra DA trên DB bằng MA trên MB, tính chất đường phân giác. Xét tam giác AMC, ta có ME là phân giác của góc AMC. Suy ra EA trên EC bằng MA trên MC, tính chất đường phân giác. Ta lại có MB bằng MC theo giả thuyết. Kết hợp ý 1, 2, 3, ta suy ra được DA trên DB bằng EA trên EC. Từ đó, suy ra DE song song với BC dựa vào định lý đảo của định lý Thales. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 16, sách giáo khoa trang 67. Các em lưu ý, trước khi làm một bài toán hình học, các em phải đọc kỹ đề bài, vẽ hình chính xác, phân tích các yếu tố đề cho và các yếu tố cần chứng minh trong bài toán. Nội dung bài tập số 16 như sau. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB bằng M, AC bằng N và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỷ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam giác ACD bằng M phần N. Cô có hình vẽ minh họa cho bài toán như sau. Các yếu tố đề bài cho đã được thể hiện trên hình vẽ. Đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh tỷ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng M phần N. Điều đó có nghĩa rằng ta cần chứng minh diện tích tam giác ABD chia diện tích tam giác ACD bằng M phần N. Dựa vào những bài đã học, ta có diện tích của tam giác sẽ bằng nửa tích độ dài một cạnh nhân với chiều cao tương ứng của cạnh đó. Do đó, ta có diện tích của tam giác ABD sẽ bằng 1 phần 2 đường cao AH nhân với cạnh BD. Diện tích tam giác ADC sẽ bằng 1 phần 2 AH nhân với lại DC. Các em lưu ý, đối với tam giác ADC tương ứng với cạnh DC thì đường cao AH nằm bên ngoài tam giác. Từ hai công thức này, ta suy ra được diện tích tam giác ABD chia diện tích tam giác ACD sẽ bằng BD trên DC. Dựa vào tính chất đường phân giác AD của tam giác ABC, ta lại có BD trên CD lại bằng với lại AB trên AC. Mà AB trên AC chính là bằng M trên N. Và đó chính là điều chúng ta cần chứng minh ở bài tập số 16 này. Các
em có thể tham khảo phần trình bày bài giải của bài tập số 16 như sau. Vẽ AH vuông góc với BC, ta có diện tích của tam giác ABD bằng 1 phần 2AH nhân BD, diện tích tam giác ACD bằng 1 phần 2AH nhân CD. Từ đó, ta suy ra diện tích tam giác ABD trên diện tích tam giác ACD bằng BD trên CD, mà BD trên CD lại bằng với lại AB trên AC, do AD là đường phân giác của tam giác ABC, D thuộc BC. Từ đó, ta suy ra diện tích tam giác ABD trên diện tích tam giác ACD bằng AB trên AC và bằng M trên N, đều phải chứng minh. Bài toán này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Hy vọng rằng tiết học sẽ cung cấp cho các em thêm nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng tính chất đường phân giác trong tam giác. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em luôn đạt kết quả tốt trong học tập. Chào tạm biệt tất cả các em.